Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn, và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe. Vâng, hôm nay mình nói về Hồng Loan và sân khấu trống đồng một chút xíu các bạn ha. Vâng, mình cũng không ngờ rằng là Hồng Loan có một đêm diễn cùng với lại các danh ca, nghệ sĩ, rồi danh hài tại sân khấu trống đồng. Khi mà treo cái poster dài ở ngay chỗ sân khấu trống đồng đó, mà có một số anh em YouTuber quay những clip để cho chúng ta xem là họ đã bắt đầu bán vé đó. Lúc đó mình cũng mừng cho cháu Hồng Loan là ngoài thể hiện được những cái MV cùng anh hai mình là Vũ Luân, rồi có một cái MV ca nhạc với lại Nguyên Vũ, rồi Ni, qua cái những cái tác phẩm mà nói về hơn một người dân trong cái sóng gió gia tộc đó các bạn. Hồng Loan thì nhờ được trời phú cho một cái giọng ca có chất khàn khàn, mà chúng ta khẳng định được là cô ấy không giống bất cứ một ca sĩ nào. Các bạn nghe lại coi, không giống bất cứ ai vậy nha. Tôi không có nói là giọng hát của Hồng Loan là tuyệt vời, nhưng mà đâu đó nó có đậm nét của một ca sĩ, phải không các bạn ha? Nó mang chúng ta một cái, khi mà nghe Hồng Loan hát mình biết đây là Hồng Loan liền, chứ không có lẫn lộn vào ai gì nha. Nó chất chứa một cái nỗi sâu sắc buồn thâm thẳm nữa. Hình như từ cái sự mà vắng cha cho tới nay làm cho Hồng Loan khi mà cất tiếng hát lên á thì nó lại càng giống như là có một cái nỗi buồn xót xa nào đó ở chất chứa trong cái tâm hồn cô ấy. Hồi lúc trước thì tôi cũng có nghe, không phải mình tôi mà tất cả anh em đều ai nấy đều có nghe rằng là Hồng Loan không muốn tham gia vào nghệ thuật nhiều đâu. Nhưng mà dòng đời mà, phải không các bạn ha? Con nhà Tông không giống lông thì cũng phải giống cánh. Và đã sinh ra trong cái gia đình mà có cha của mình là một ngôi sao, là một ông hoàng cải lương sân khấu, thì làm sao đứa con này, nếu mà chúng ta dùng cái chữ mà làm sao mà tránh khỏi trong cái dòng nghệ thuật, thì nó rất là đúng luôn các bạn ha. Mặc dầu nói rằng mình sẽ không theo đuổi nghệ thuật, nhưng mà cuối cùng thì sao? Qua cái những cái MV, rồi những lần ca chung với anh hai, rồi cái MV của Nguyên Vũ, thì cuối cùng thì Hồng Loan cũng bước lên trên đài sân khấu qua điện ảnh là Sáng Đèn nè, rồi có những vở kịch nè, rồi những MV nè. Thì con đường nghệ thuật của Hồng Loan càng ngày tôi nghĩ rằng nó càng như là từng bước, và cô ấy sẽ chạm vào cái ngõ nghệ thuật nó giống như là cha của mình. Tuy rằng cô vào nghề nó chậm hơn những người khác. Mà nói mừng cho Hồng Loan các bạn ha. Tôi cũng không ngờ luôn là Hồng Loan cởi trống đồng nữa. Giá vé thì bây giờ mình nghe giá vé là đồng hạng là 150.000. Rất là rẻ luôn á. Và có vé VIP nữa. Còn hotline thì các bạn có thể gọi vào cho cái số là 0923 338 388, hoặc là một cái số khác nữa là 0933 389 579. Và ban tổ chức thì họ có đề rất mong khán giả đón xem và ủng hộ cho sân khấu trống đồng. Và rất nhiều người khi đến đó mua vé đều có nói với lại người bán vé, và người bán vé nói lại cho nhiều người nghe rằng là người ta nói rằng người ta mua vé để xem con của ông hoàng cải lương sân khấu Hồng Loan hát. Mặc dầu người ta đã nghe trên MV, người ta đã nghe trên YouTube, nhưng mà người ta muốn nghe cô ấy hát live như thế nào. Ngoài những cái dòng nhạc bolero, tôi còn nghe được Hồng Loan ca hồ quảng cũng rất là hay luôn nha các bạn ha. Có một cái clip ngắn Hồng Loan và Huy Sang ca hồ quảng, hai bên cái bằng là đối đáp trong cái những cái câu bản văn của họ hồ quảng đó,
rất mượt mà nha. Tôi không ngờ là Hồng Loan lại có khiếu ca hậu quảng nữa. Hồi đó giờ cô ấy chưa bao giờ mà được một thầy nào để dạy về cải lương hoặc là hậu quảng. Có lẽ là dòng máu mà các bạn, trứng rồng thì nó lại nở ra rồng, mà liêu điêu lại nở ra cái dòng liêu điêu, không các bạn ha. Dẫu sao đi nữa cô ấy cũng là con của một danh ca, một nghệ sĩ ưu tú, được biệt danh là ông hoàng cải lương trên sân khấu. Cho nên nó đã thấm vào máu, vào tim của cô ấy rồi. Có thể là khi mà còn nhỏ đứng ở trong trong sân khấu bên cánh gà, đã nghe cha của mình hát biết bao nhiêu tuồng rồi, như là tự động tiêm nhiễm vào máu mạch. Cho nên bây giờ cô ấy nó chỉ là bộc phát mà thôi. Cô ấy giống như là một cái hòn ngọc vậy đó, mà nếu mà có ai mà giũa đem cái hòn ngọc này biến thành một cái hòn ngọc sáng thì rất là lẹ. Tôi nghĩ rằng cái hòn ngọc Hồng Loan này sẽ sáng chói trên bầu trời âm nhạc của nghệ thuật cải lương luôn á. Đây, sân khấu trống đồng họ có thông báo đây: sân khấu ca nhạc trống đồng xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả chương trình ca nhạc đặc biệt với chủ đề Nghĩ về cha. Nghĩ về cha, nếu mà mình ở Việt Nam thì mình chắc chắn mình sẽ đi xem cái show này. Thì các bạn cũng biết rằng cha mình cũng mới mất đây không lâu, khoảng chừng 2 tháng. Trước khi mình về Việt Nam thì là ngày thất 49 ngày của cha mình. Cho nên nghĩ về cha là một đề tài mà nếu mà ai mà mới mất mát một cái nỗi niềm đau lớn, nỗi đau trong lòng á, một cái mất mát lớn nhất ở trong cuộc đời thì sẽ hiểu được cái cảm giác này. Trong cái chương trình này thì có danh hài Bảo Chung nè, Hồng Loan nè. Người ta để cái Hồng Loan ngay giữa luôn nha các bạn nha. Đây là một cái mà cái người tổ chức á, người ta rất là trân trọng. Và người ta đặt vị trí hình ảnh của Hồng Loan ngay cái trung tâm, ngay giữa điểm của cái tờ báo, của cái poster á. Như vậy là rất hân hạnh cho con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Và ngoài ra thì có nghệ sĩ Vũ Luân nè, có Bình Tinh, có Linh Tý, có Quỳnh Trang, ca sĩ Khánh Bình. Ca sĩ Khánh Bình là một nam ca sĩ mà có thể ca hai vai giọng đó các bạn. Có thể ca giọng nam, có thể ca giọng nữ, có thể ca giọng của Phi Nhung, rồi có thể ca nhá nhá giọng của người khác luôn nữa. Có Lâm Hùng, các bạn cũng biết mà, Lâm Hùng là chịu ơn của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh rất nhiều, đã từng sống ở trong căn nhà đó và đã từng được sự che chở đỡ đần của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Khi mà Lâm Hùng đi hát mà về khuya là ba của Hồng Loan không thích, tại vì mẹ của Lâm Hùng ở dưới quê gửi gắm đứa con trai của mình cho cố nghệ sĩ chăm sóc. Cho nên cố nghệ sĩ mới quan tâm rất là nhiều về cái con đường nghệ thuật của Lâm Hùng. Chẳng hạn đi phải đúng giờ, về đúng giờ, chứ không được mà đi sớm rồi về trễ, la cà chỗ này chỗ kia như vậy đó. Có Chu Bim, rồi có danh hài hả, bây giờ anh ấy cũng là đạo diễn luôn, thì theo tôi được biết đó là Lê Quốc Nam nè, Cua Vàng. Cua Vàng thì tôi có xem tại sân khấu trống đồng, là một ca sĩ trẻ. Rồi tôi cũng có xem cậu ấy hát ở hội quán ngôi sao Việt Dương. Vũ Sam, Ngô Thái Ngân, Kim Thoa, Phú Quý. Phú Quý này tôi nghĩ là chắc nam ca sĩ Phú Quý ấy, chứ không phải là danh hài Phú Quý đâu nha. Có Mai Ca, Mai Ca là con gái của nghệ sĩ Kim Tử Long, Y Chung, nhóm Nhật Nguyệt, Trường Sơn, Vườn Thái Sơn. Và chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 3, sân khấu trống đồng. 128 Cách Mạng tháng 8, Bến Thành, quận Nhất.
Và một lần nữa xin thông báo là giá vé đồng hạng là 150.000, nhưng mà họ có vé VIP nếu chúng ta muốn ngồi gần trên sân khấu. Và đây là hình ảnh poster này các bạn. Đây có những ngôi sao như là Vũ Luân nè, Bình Tinh nè các bạn, phải không? Nhưng mà Lâm Hùng nè, nhưng mà Hồng Loan được đứng vào vị trí ngay giữa. Như vậy cũng là rất hân hạnh cho Hồng Loan đó nha. Ngoài ra tôi còn có thấy khi mà cái poster người ta dán ở ngoài trống đồng đó các bạn, có hình của Hồng Loan nữa, rất rõ nét luôn. Một mình Hồng Loan thôi à. Để mình kiếm coi có hình ảnh đó không. Nếu mà ai yêu mến Hồng Loan và Hồ Văn Cường thì rất tiếc là họ sẽ trình diễn, Hồng Loan thì trình diễn ở trống đồng vào ngày 16, còn cháu Hồ Văn Cường có cái ngày sinh nhật birthday của cháu 21 tuổi đánh dấu. 21 tuổi đối với bên Mỹ là một cái tuổi rất là quan trọng các bạn. Vì cái lứa tuổi 21 tuổi là có thể quyết định nhiều thứ lắm. Có thể vào quán bar nè, có thể đi vào casino nè, có thể tự mua bia nữa. 18, 19, 20 thì không được mua bia đâu nghe các bạn, ở Mỹ là như vậy đó. 21 tuổi họ coi là một cái tuổi rất là chín chắn, có thể là biết suy nghĩ nhiều hơn. Và tại vì theo tôi biết rằng có một số khán giả yêu mến Hồng Loan và yêu mến Hồ Văn Cường luôn, tại vì họ cũng đầy trong gai. Bối cảnh thì nó khác nhau nhưng mà cái trường hợp thì nó cũng gần giống như nhau, vì Hồ Văn Cường và Hồng Loan cũng bị đẩy vào một cái thế kẹt giống như là một cái vực thẳm, rồi họ được rất nhiều người ủng hộ, sponsor, rồi Mạnh Thường Quân, rồi những nhà tài trợ ủng hộ cho hai cháu này, cho hai cháu này mới được vững vàng cái vị trí về nghệ thuật như hôm nay. Và cũng không quên cái ân tình và cái sự giúp đỡ ủng hộ của tất cả các anh YouTuber nữa. Nhờ tiếng nói của các anh em, các chị em YouTuber mà đã giành lại cái sự mất mát và cái sự công bằng lại cho Hồng Loan và Hồ Văn Cường. Tiếc là nếu khán giả nào yêu mến hai người này á, một lúc qua thì thích đi bên Hồng Loan, người thì lại thích đi dự sinh nhật của cháu Hồ Văn Cường, tại vì cháu Hồ Văn Cường mỗi lần mà tổ chức sinh nhật á, FC Xanh Đọt Chuối họ đóng góp lại và họ tổ chức cho cháu một cái sinh nhật rất là hoành tráng. Mình nhớ 1-2 năm về trước thì tổ chức ở Bình Quế á, rất đông người tham gia. Ý mình muốn nói đây là chẳng hạn như mình đi, mình cũng thích giọng hát Hồng Loan nè, rồi mình cũng thích tiếng hát của Hồ Văn Cường nè, nhưng mà hai thứ lại cùng một ngày một, cho nên chỉ chọn được một mà thôi. Rồi sau đó thì có cái poster là Hồng Loan cùng với Kim Tư Long, Bình Tinh, Vũ Luân ra bên nước ngoài để lưu diễn nữa, là ở nước Úc, Australia, và nghe đâu đó là cô ấy có hai đêm diễn. Mặc dù không có qua trường lớp, không có qua cái trường nghệ thuật sân khấu nào hết, nhưng mà Hồng Loan thể hiện mình trong những cái vai diễn của điện ảnh như là Sáng Đèn nè, rồi trong những cái vở kịch hài nè, rồi trên MV nè, chúng ta thấy rằng cô ấy có bản lãnh. Mới đầu thì hơi đục rè, nhưng sau này qua những MV rồi tôi thấy cô ấy có tự tin, và nó giống như là
một con chim mà nó đã bị nhốt trong lồng rất lâu rồi, bây giờ cô ấy được thoát lồng rồi bay trên bầu trời nghệ thuật để đến với lại tất cả khán giả bằng tiếng hát lời ca của mình. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ về đêm diễn của Hồng Loan tại Trống Đồng, rồi cô ấy sẽ đi lưu diễn ở Úc 2 show. Chúc mừng cho Hồng Loan và mong rằng những người yêu mến cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ luôn luôn ủng hộ cho người con gái duy nhất của cố nghệ sĩ là Hồng Loan. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều và xin hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau.